Hello mọi người nha, chào mọi người nha, chào mọi người đã quay lại video của mình nha. Như mọi người đang thấy trước mặt mình đây là một vườn lá lốp luôn nha mọi người. Thì cái lá này hầu như ở cái Việt Nam mình thì ở vùng quê thì chắc chỗ nào mà mọc được thì mọc rất là tốt luôn mọi người. Ở đâu cũng có hết, nếu mà đã mọc là mọc rất là nhiều. Thì hôm nay mình xin muốn giới thiệu với mọi người thì cái lá lốp này rất là tốt cho con gà, con ngỗng, vịt, nói chung là mấy loại gia súc gia cầm luôn mọi người. Ăn thì nó trị được tất cả các bệnh đường ruột luôn nha mọi người. Rất là tốt nha mọi người. Thì mọi người mà xung quanh nhà mình có cái lá này thì cứ bứt vô rồi sắc ra bổ sung cho, trộn với thức ăn. Thứ nhất là nó có cái hiệu quả là phòng ngừa bệnh cho gà, chim cút và gia cầm, gia súc. Và thứ hai là cũng là trị bệnh luôn nha mọi người. Trị bệnh thì nó hơi cầu kỳ hơn tí, nhưng mà cứ từng, ví dụ như mà gà mình mà bị mấy bệnh đường ruột á thì mình sẽ cho nó ăn liên tục luôn mọi người, ăn liên tục trong 5 tới 7 ngày luôn mọi người. Còn ví dụ như mà bình thường ăn để phòng bệnh á thì mình cứ từng cho ăn 3 lần vậy thôi, 2-3 lần gì đó, cứ ngày ăn ngày ngưng, ngày ăn ngày ngưng vậy. Rồi cho ăn mấy cái thứ khác nữa. Thì ở đây mình cũng có nuôi một mớ cúc thả vườn mọi người. Thì mọi người xem video của mình hôm rày thì mọi người cũng biết mình có nuôi mớ cúc thả vườn. Thì hằng ngày thì mình sẽ hay trộn thức ăn cho nó ăn mọi người. Đó, cứ mỗi ngày thì mình sẽ đi bứt mớ lá lốp nè. Mớ lá lốp cái mình trộn với lại cám hoặc là cơm nguội. Thì nhà mình có cơm thừa, canh cặn gì đó, mình sẽ trộn với lá lốp mình cho nó ăn mọi người. Ăn để cho nó phòng ngừa bệnh, các bệnh đường ruột đồ. Rất là tốt luôn nha mọi người. Nó gọi là thần dược của nha mọi người. Thì mọi người có xem video này thì cứ về làm thử đi. Rất là hiệu quả luôn mọi người. Rất là tuyệt vời luôn á. Mình cứ việc bứt về sắc nhỏ ra, trộn với lại thức ăn, cám, cơm nguội gì đó, thả vô cho gà, vịt, chim cút đồ ăn. Rất là tốt. Còn mình đây mình nuôi cút nên mình sẽ đem về mình trộn với cút ăn nha mọi người. Đó, mọi người nhìn đi. Một vườn vậy thì mình cho chim cút ăn chắc cả đời cũng không bao hết. Tại vì cây nó mọc khá là nhanh nha mọi người. Nó mọc lan rất là lẹ. Mọi người chỉ cần trồng vài cây thôi là vài tháng sau là nguyên nhà bạn là sợ không có chỗ để cho nó mọc luôn á. Nó mọc rất là mạnh. Thì cây này hầu như rất là phổ biến ở Việt Nam mình. Ở miền quê thì không ai xa lạ về cái cây này nữa rồi. Không ai xa lạ với nó hết. Nó cứ bứt đại vậy là mai nó đâm chồi nảy nở nó ra đầy nữa mọi người. Rồi mình lấy rổ vậy thôi, vô mình sẽ rửa sạch ba, rửa ra qua 2-3 nước gì đó cho sạch bớt bụi bẩn đồ, là mình sẽ cho chim cút ăn nha mọi người. Rồi đây mình đi vô cho cút ăn này mọi người, mọi người theo dõi video bên nhà. Rồi khi sau khi mình hái vô nhà thì mình rửa sạch và mình thái ra nha mọi người. Đó thì ở ngoài nó mọc ngoài tự nhiên á thì sẽ dễ có nhiều cái gọi là vi khuẩn nó bám vô cái lá lốp mọi người. Thì mình sẽ rửa nó đi, hạn chế được cái gì là hạn chế mọi người. Đây là đàn cúc của mình đây mọi người. Đó, rất là sung nha. Bây giờ mình sẽ trộn cái cám này, trộn cái lá lốp này với lại một mớ cám cho nó nha mọi người, trộn vô để cho nó ăn mọi người. Thì nó cũng gọi là lá lốp không thì ăn nó đâu có cái dinh dưỡng gì trong đó đâu mọi người. Thì nó chỉ có tác dụng gọi là chữa bệnh thôi chứ nó không có giúp cho con cúc nó no được mọi người. Chỉ ăn hỗ trợ đường ruột thôi.
chứ không có tác dụng làm cho nó no được đâu nha mọi người. Đó, mọi người thấy không, chưa rất là sung nha mọi người. Đây là đèn cúc 1 tháng tuổi rồi nha. Đó mọi người cũng lên tìm hiểu ở trên internet thì mọi người sẽ biết được cái công dụng của cái lá lốp nha mọi người, rất là tốt. Đó, mình sẽ cho miếng cám vô cái lá lốp này, mình sẽ trộn lên để cho nó ăn cám thì nó ăn chung lá lốp nha mọi người, thì lá lốp không thì nó cũng ăn nhưng mà nó không có no được mọi người. Thấy không, mời lắm. Thì mọi người mỗi lần cho ăn thì mọi người cứ nhớ hút gió như mình vậy á, để chi, để tạo cái thói quen cho nó mọi người. Khi mình cho ăn mình cứ hút gió vậy, biết cái nó quen với lại cái tiếng kêu đó, là mỗi lần nó nghe tiếng kêu đó là sẽ biết mình cho nó ăn đó mọi người. Đã, sẽ bu lại nó ăn mọi người. Đó, còn một mớ nếu mà nó ở ngoài kia là nhiều khi nó đang no mọi người, nó đi bươi nó ăn vòng vòng trong cái khu vực mà mình rào lại đây nè, thì nó, nhiều khi nó no nó không có về nó ăn. Tí nó đói nó cũng lại quay lại đây à. Thì mình xin nhắc lại một lần nữa, thì cái lá lốp này thì có công dụng là trị mấy cái bệnh đường ruột nha mọi người, như tiêu chảy rồi bạch lỵ rồi viêm đường ruột đâu mọi người. Thì cái lá lốp này gọi là trị chữa cái bệnh đó rất là hay. Nếu mà khi mà con cúc hay con gà hay dịch gì của mình á, mọi người thấy con mèo đang rình ngoài kìa mọi người. Đó, nó cứ đi vòng vòng với cái con cúc riết gì đó. Hồi nay mình làm kiên cố rồi, nó không có thể nào mà nó dồ chết được nữa. Thì cứ mình xin nhắc lại là khi chim hay gà hay dịch hay là gọi là mấy cái con gia cầm gia súc á mà nó bệnh á, thì mọi người cứ cho nó ăn cái lá lốp này mọi người. Nếu bị bệnh đường ruột thì cho nó ăn liên tục luôn, từ 5 tới 7 ngày nha mọi người, ăn liên tục luôn, ngày nào cũng cho nó ăn hết á, cứ trộn vô thức ăn cho nó ăn thì trị mấy cái bệnh nó rất là tốt. Còn đối với lại phòng bệnh thì mình cứ như con cúc thì nó nhỏ, gà miệng nó cũng nhỏ, mình sẽ băm nó ra mọi người, băm nhuyễn nó ra rồi mình trộn với cám cho nó ăn, gọi là theo cử á mọi người, một tuần mình cho nó ăn 2-3 lần gì đó để cho nó phòng bệnh mọi người, thì rất là tốt nha mọi người. Thì đó, mình nuôi đây là đó giờ mình không có cho nó uống kháng sinh nha mọi người, đặc biệt là của mình là mình không có cho uống kháng sinh, mình chỉ cho nó uống những cái ngày đầu tiên của gọi là phòng bệnh của 10 ngày đầu tiên thôi mọi người. Lại còn lại trong quá trình mà từ 10 ngày trở đi là mình sẽ không cho nó uống thuốc nữa, mình sẽ cho nó ăn bổ sung những cái dinh dưỡng, những cây thuốc nam đồ này nọ đồ có ngoài tự nhiên để mình giúp cho con cúc của mình thịt nó ngon hơn mọi người, và rất là tốt cho sức khỏe nha mọi người. Những người mà xem video của mình thì cứ theo dõi mình đi, thời gian nữa mọi người sẽ biết mình đang liên hệ lên kiếm thêm giống về mình nuôi mọi người. Ở đây mua giống không có mọi người, ở khu vực mình mua khó quá, thì mình đang liên hệ, mình ráng mình mua cỡ chừng 1.000-2.000 con về mình sẽ cho đàn nó lớn mạnh lên, rồi xong rồi mình sẽ gầy lên từ từ nha mọi người. Tạm thời nuôi hổm rài cũng được 40-50 ngày rồi mà không có lợi nhuận đâu nha mọi người, gọi là tốn tiền thôi nha, chưa có lợi nhuận. Vì mình mới nuôi thì mình chỉ có gọi là đang làm thị trường nên mình chưa có được như ý lắm, nhưng mà điều quan trọng trước tiên là mình phải nuôi cho nó tốt cái đã, để giúp cho con cúc nó khỏe mạnh rồi, và thì cái vấn đề mà tiếp theo thì mình cũng không có sợ lắm mọi người. Đó, trời đang chuyển mưa khá là to mọi người, trời chuẩn bị mưa rồi, thôi mình đi thay nước cho tụi nó đây mọi người ơi, vì mình có một tay mà mình vừa cầm điện thoại vừa quay mình vừa thay nước mình làm không được.
Thì mọi người xem video tới đây thì mong mọi người tặng cho mình một lượt đăng ký kênh và một lượt like video nha mọi người. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Mọi người có thắc mắc hay là có gì hay cứ góp ý dưới cho mình với nha.